Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và chia sẻ lời Chúa ngày thứ sáu 14 tháng 6 năm 2024. Trên màn ảnh của chúng ta chính là hình ảnh nhà thứ sáu tuần 10 một thường niên. Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì đã ngoại tình. Chúng ta thấy tác giả đã vẽ hình ảnh một người đàn bà và có hai người đàn ông đang nhìn với một cái ánh mắt không có được tốt lành. À, và Đức Giêsu nói là không cần là phải ngoại tình với người ta mới là phạm tội mà chỉ cần thèm muốn thôi trong ý định này không cần phải ăn cắp thì mới là tội ăn cắp mà là khi chúng ta trong lòng của chúng ta nuôi cái sự thèm muốn của người khác thì đã là phạm tội rồi chúng ta ôn lại câu chủ đề của ngày thứ năm 13 tháng 6 thì hãy đều của lễ lại đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình tức là khi chúng ta đi dâng lễ vật mà thấy có điều bất hòa với ai đó thì chúng ta phải để của lễ lại làm hòa trước làm hòa trước làm hòa trước tức là làm hòa với anh em thì trọng hơn là của lễ chúng ta dâng của lễ mà chúng ta lòng của chúng ta còn ghen tương ganh ghét bất hòa thì chúa cũng không có vui nhận à, nên là khi chúng ta làm hòa với anh em thì chúng ta dâng của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Làm hòa với anh em thì trọng hơn của lễ. Rồi chúng ta lắng nghe tin mừng ngày thứ 6, 14 tháng 6. Mắt theo chương 5 câu 27 đến câu 32. Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì đã ngoại tình. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy thầy bảo cho anh em biết bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sang ngã thì hãy móc mà ném đi vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném và hỏa ngục nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sang ngã thì hãy chặt mà ném đi vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị còn thầy thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Chúng ta đi vào từng câu trong Tin mừng ngày thứ Sáu, khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Tức là câu này chúng ta lại nhớ đến câu trước mà Đức Giêsu đã nói rằng anh em phải công chính hơn các kinh sư và người pharisêu. Đối với Chúa thì cái việc mà giữ luật hình thức chưa đủ mà còn cả ở trong tâm trong tim. Không cần phải để, đến lúc chúng ta ngoại tình thì mới là phạm tội thế nhưng mà từ khi trong lòng của chúng ta thèm muốn không phải là đến lúc chúng ta ăn cắp chiếc xe ăn cắp tiền của người ta đã là phạm tội nhưng mà từ trong lòng bởi vì thiên chúa thấu suốt tâm can của người ta à, cái tội ở trong lòng đó, nó mạnh hơn à, nếu trong lòng của chúng ta mà có cái ý muốn xấu thì rồi từ từ rồi trước, rồi trước sau gì là chúng ta cũng sẽ làm cái điều xấu để cho một người ăn cắp thì là trong lòng người ta cũng đã là có một cái âm mưu gì đó có một cái thèm muốn có một cái khao khát lấy cái gì đó để để người ta ngoại tình thì người ta cũng đã phải có cái thèm muốn có cái trăng hoa thì người ta mới dẫn đến cái tội ngoại tình thế thì đối với thiên chúa cái bề ngoài không chưa đủ mà còn cả cái tâm hồn của chúng ta chúng ta không có ngoại tình ở cái hành động nhưng mà trong tâm trí của chúng ta dĩ nhiên thì trong cuộc sống hàng ngày thì à, à, với cái tội mà chỉ trong tư tưởng á, thì chúng ta vẫn coi nó là cái tội nhẹ à, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đối với thiên chúa thì chúa vẫn muốn chúng ta à, là trong ngoài như một yeah. nhiều người thì cũng nói là cha nhà con nghèo lắm con đi đường con thấy nhà người ta có cái xe hơi tốt con cứ thích là mình có được cái chiếc xe vậy thì con có phạm tội không thế thì dựa theo tư tưởng của bài tin mừng ngày hôm nay tức là trong tư tưởng của chúng ta chúng ta ham thích của cải xem ra cũng là không hay rồi chúng ta lại còn âm mưu để mà đánh cắp của người khác thì lại càng xấu hơn nữa vì thế mà chúng ta cần phải cầu xin với mẹ Maria này xin mẹ Maria cầu chúa cho tâm trí con chúa ở trong tâm trí con xin cho chúa ở trong tâm trí con con thì con thấy rằng là tất cả mọi tội lỗi nó đều từ cái lòng muốn, từ cái dục vọng. À, khi người ta, ví dụ như một người đàn ông đã có vợ rồi đi ra ngoài đường, thấy một cô gái xinh đẹp rồi trong lòng anh ta cũng có những cái dục vọng muốn ăn ở với cái cô này chẳng hạn. Thế thì từ cái muốn đó để anh ta cũng tìm cách này, anh ta tìm cái cách khác để có thể tiếp cận hay là rồi còn đi xa hơn nữa với cái cô gái này. À, thế thì nếu như luật dạy là chỗ ngoại tình thì Chúa Giêsu còn nói cho chúng ta cái căn cốt của tội lỗi đó là trong tâm trong cái cái dục vọng trong cái lòng của mình nếu như trong lòng của chúng ta ước muốn phạm tội thì chúng ta đã phạm tội rồi nếu mặt phải của anh gây cớ cho anh sang ngã thì hãy móc mà ném đi vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục chìa dù muốn cho tất cả chúng ta để giải quyết cái chuyện mà thèm muốn cái này thì thèm muốn cái kia thế thì nếu cái gì khiến cho chúng ta thèm muốn cái xấu thì chúng ta hãy bỏ nó đi. À, mắt của anh gây cớ cho anh xúc phạm thì hãy móc mà ném đi. Thà trột mắt mà được vào nước trời còn hơn là toàn thân phải ném vào hòa ngục. Tối hôm qua thì con có nhận được một cái email của một người cũng ở Sài Gòn thôi. Thế thì anh tâm sự cũng rất là thật với con. Anh nói thưa cha hiện nay con đang chủ của một cái cửa hàng bánh. À, cũng rất là thành đạt Nhưng trước đây con đã từng ở cái chức phó tổng giám đốc của một cái công ty. Thế nhưng mà việc làm ăn đó là nó có những cái nó làm cho con lương tâm của con không bất an, bởi vì có những cái công việc mà nó cũng không có hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu dạy. Nên là con cũng sẵn sàng bỏ cái chức phó tổng giám đốc đó, rồi con trở về nhà con đi học làm bánh kem mà con làm bánh kem và Chúa cũng cho con là thành công trong cái việc cả bà làm bánh kem này thì con cũng mà con làm hết sức là là đẻ là công chính. Ha rất con con làm mà con không có hổ thẹn với cái lương tông. Thế thì con cũng đã đào tạo được là 10 em ở vùng quê vùng quê nghèo thì con cũng tạo cho 10 em đó nó có cái nghề. Thế thì con thấy cha cũng tiếp xúc với nhiều cái hoàn cảnh thì nếu như cha có một cái người nghèo nào đó mà muốn học cái nghề làm bánh thì con sẵn sàng truyền nghề. Thế con thấy là người ta bảo rằng là thương á, ai thương mình cho mình tiền đã là quý lắm rồi. Mà ai đó cho mình cái nghề thì còn quý hơn nữa. Thường người ta giấu nghề. Thế thì anh ấy có cái lòng. À, thế thì với cái câu chuyện của anh này đã từ một cái chức phó tổng giám đốc Thế nhưng mà anh ta cảm thấy là với cái chức vị này Nó khiến anh ta có thể làm những cái điều không đẹp lòng Chúa Anh ta bỏ cái chức này đi Bỏ cái chức này đi Thế thì đối với cá nhân con ấy, Thì con cũng cảm thấy là nó cũng có những cái Chúng ta cần phải can đảm từ bỏ Chúng ta phải can đảm từ bỏ Thậm chí là ví dụ làm cha sở đấy chẳng hạn khi con làm cha sở giáo sư cao xá chẳng hạn thì đến một lúc mà con thấy là cái sức khỏe của mình nó làm cho mình không có chu toàn được những cái việc bổn phận hàng ngày bởi vì nhiều khi mình dâng lễ mình đứng mình còn không vững nữa rồi giảng giải mình cũng không giảng giải được thế thì con thấy rằng là nếu mình cứ ở cái chức vụ này ví dụ như bề trên thì cũng cũng cảm thấy là cũng chưa muốn đưa mình đi đâu cả mà nếu mình vẫn cứ ở cái chức vị này thì có thể nó gây tội cho mình bởi vì mình không có chu toàn bổn phận nên là con xin với bề trên rằng là con không có chu toàn được cái bổn phận vì vì sức khỏe của con bây giờ nó 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 không 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 làm cho con có thể chu toàn được cái việc bổn phận sáng tối thế thì xin cho con về lại tu viện Đấy. thế thì kính thưa cộng đoàn nếu mắt của anh gây cớ cho anh sa ngã nếu việc đó gây cớ cho anh sa ngã à, nếu hoàn cảnh đó gây cớ cho anh sa ngã thì bỏ nó đi nếu như là ví dụ như là trong một cái đám vàng suốt ngày ăn nhậu ăn nhậu và giờ mình bỏ là mình bỏ rượu khó quá thì chúng ta phải suy nghĩ chúng ta cần phải tách ra khỏi cái nhóm đó tách ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì chúng ta mới không phạm tội được nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sang ngã thì chặt mà ném đi vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sao hoàng ngục chúng ta thấy con mắt cũng rất là quan trọng nha cái tay phải nó cũng rất là quan trọng cho cuộc sống của chúng ta Thế nhưng mà dù là có cái quan trọng cỡ mấy đi chăng nữa, cái công việc nó nó mang lại lợi ích mấy đi chăng nữa hay là cái cái nghề nghiệp nó nó giúp cho chúng ta thăng cho giúp cho chúng ta nhiều tiền mấy đi chăng nữa. Con mắt hay là cái tay phải nó rất là quan trọng cho cái cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng mà nếu như là cái quan trọng đó mà nó làm cớ cho chúng ta phạm tội thì chúng ta cũng phải bỏ con mắt, bỏ cái tay phải đi. Thật sự là nó có những cái công việc, có những cái hoàn cảnh, có những cái tương giao, có những con người nó cũng 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 rất là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng mà sự cần thiết ấy lại đưa chúng ta đến những cái tội lỗi thì chúng ta cần phải bỏ. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy thầy bảo cho anh em biết ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ và đẩy vợ đến chỗ ngoại tình và ai cứ người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. À, đây là cái điều mà cho đến ngày hôm nay giáo hội công giáo của chúng ta vẫn tuân giữ. À, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp Tức là trong những cuộc hôn nhân Mà xã hội thấy rằng là Cuộc hôn nhân này Ví dụ như là trong cái đám cưới Thì là cho chủ sự, sự có hỏi là Anh chị có tự do không Đấy. Nếu mà anh chị bảo là chúng con không có tự do Thì là không thể hành đám cưới được Và sau khi đám cưới xong rồi Mà một trong hai người đó Chứng minh được rằng là mình bị ép buộc Chứ không phải là tự do Thì là cái hôn nhân ấy nó bất thành À Đấy, rồi anh chị có tôn trọng nhau suốt đời không? Đấy, nó có ba câu hỏi là anh chị anh chị cô dâu và chú rể thân mến chúng con đến nhà thờ để tình yêu của chúng con được thiên chúa à, chúc phúc à, vậy thì trước mặt thiên chúa và cộng đoàn à, tôi hỏi à, anh chú rể à, à, anh có tự do để mà kết hôn với cô dâu này không à, thưa có Đấy. khi chọn đời sống hôn nhân anh em có Sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có. Anh em có sẵn sàng giáo dục con cái theo luật chúa ban? Và giáo dục chúng... Theo luật dạy của hội thánh không? Thưa có. Thế thì... Với một cái cuộc hôn nhân mà... Hợp pháp và đúng... Thì không bao giờ được ly dị. Ngoại trừ trường hợp những cuộc hôn nhân... Mà bị ép buộc hay là vì một cái lý do nào đó... Thì... Có thể là... Hủy hôn. nhé. Còn tất cả những cuộc hôn nhân mà đã thành sự và người chồng bỏ người vợ thì đã là phạm tội ly dị, người vợ bỏ chồng cũng phạm tội ly dị và cái ai đó lấy người chồng hay lấy cái người vợ đã ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình. Thì chúng ta phải hiểu phạm tội ngoại tình là đi ra ngoài đường lối của Thiên Chúa. Ngoại tình là tức là chúng ta với Chúa cũng là một cuộc hôn nhân, có thể hiểu là như vậy. Yeah. Chúng ta chỉ thờ một mình Thiên Chúa thôi Chúng ta chỉ yêu một mình Thiên Chúa thôi Thế thì khi chúng ta phạm tội ngoại tình Tức là chúng ta chống lại luật của Thiên Chúa Đây cũng là một cái điều Nó cũng cũng rất là rõ ràng ha Và cũng rất khoát cho đến ngày hôm nay Thì nhiều người, nhiều nước Thì cũng vẫn cứ nói là giáo hội cần phải thay đổi Bởi vì xã hội bây giờ Nó, nó khác lắm rồi Cái chuyện ly dị xã hội đất nước nào người ta cũng cho phép ly dị Nhưng mà tại sao mà hơn 2.000 năm qua xã hội công giáo vẫn không cho phép ly dị thì chúng ta ghi nhớ câu này, à, Chúa Giêsu nói này, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, tức là những cái cuộc hôn nhân mà mà không đủ lý do để mà để mà để mà thành sự đó, à, thì những cuộc hôn nhân hợp pháp rồi thì bất cứ ai bỏ vợ hoặc là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, à, và ai cưới người đàn bà bị bị rẫy đó cưới người đàn bà lý dị thì cũng phạm tội ngoại tình, tức là trong những cuộc hôn nhân đã thành sự, thế thì hai người bỏ nhau thì là phạm tội ly dị ha Mà ai đó lấy cái người chồng Lấy người vợ đã ly dị Thì cũng là cùng cái phạm tội đó Rồi chúng ta Ghi nhớ câu chủ đề của ngày thứ 6 14 tháng 6 Thà mất một phần thân thể Còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục Thà mất một phần thân thể Và cái phần thân thể mà Chúa Sư nêu ra đây là Cái con mắt này Cái mắt cũng rất là quan trọng với cơ thể này Cái tay phải này Cái chân này Là những cái rất là quan trọng thế nhưng mà dù có quan trọng đến đâu đi chăng nữa nhưng mà nó làm cho chúng ta phạm tội thì chúng ta cũng phải bỏ ví dụ như chúng ta có một đấy giống như cái anh mà phó tổng giám đốc ấy, kiếm được rất là nhiều tiền vững chắc cho gia đình về kinh tế thế nhưng mà cái nghề đó nó có những cái điều khiến cho anh ta không có sống đẹp lòng chúa thì anh ta sẵn sàng phải bỏ cái chức phó tổng giám đốc thì thật sự là cũng không dễ gì đâu thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng kỳ nhớ lời Chúa ở hôm nay nha nếu mắt phải của anh gây cớ cho anh phạm tội thì móc mà bứt ra đi nếu tay phải gây cớ phạm tội thì chặt cái tay nó đi nếu chân phải gây cớ phạm tội thì chặt nó đi thế thì quan trọng như mắt như tay như chân mà cũng còn phải bỏ mà chặt nó đi thì huống chi là cái nghề cái nghiệp gì đó thế thì bất cứ cái gì mà gây cớ cho chúng ta phạm tội thì chúng ta cũng cần phải can đảm để bỏ nó đi Kính thưa Cộng đoàn, ngày thứ sáu cũng là ngày kính lòng thương xót à, trong Thánh lễ và trong tất cả các giờ kinh. Con luôn, luôn luôn là xin lòng thương xót cho quý của ông, cụ bà, cho các bệnh nhân, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, cũng như cho anh, chị em, lương dân. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của Cộng đoàn.